Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay vị trí vùng áp thấp có ký hiệu 97W trên khu vực Nam Thái Bình Dương ở tọa độ 4,31 độ Vĩ Bắc, 147,18 độ Kinh Đông. Với sức gió đo được dưới cấp 6, dưới 40 km/h, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và mạnh lên thành bão trong khoảng 48 giờ tiếp theo. Vậy theo như dự báo và nhận định thì cơn bão này ít có khả năng đi vào Biển Đông và có khả năng sẽ đi vào khu vực các tỉnh ven biển Nam Bộ của Nhật Bản và sau đó sẽ suy yếu dần. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau khi sự hoạt động của cơn bão được hình thành trên khu vực Nam Thái Bình Dương sẽ là sự hoạt động của cơn bão được hình thành trên khu vực Biển Đông của nước ta. Trong khoảng ngày Chủ nhật tuần tới, ngày 28 tháng 5, vùng áp thấp này sẽ chính thức mạnh lên thành bão, hoạt động ngay trên khu vực giữa Biển Đông. Với vị trí đo được vào khoảng 13,35 độ Vĩ Bắc, 117,41 độ Kinh Đông. Với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, khoảng 65-90 km/h, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 160 km/h tính từ tâm bão. Bão di chuyển theo hướng vòng cung và có khả năng sẽ đi vào khu vực đất liền Bắc Bộ của nước ta. Đồng thời lúc này cũng là sự hoạt động rất mạnh của một vùng áp thấp mạnh lên thành bão ngay trên khu vực Tây Thái Bình Dương, với vị trí nó đo được 10,50 độ Vĩ Bắc, 138,07 độ Kinh Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào khu vực Biển Đông của nước ta. Lúc này là sự hoạt động liên tiếp của hai cơn bão mạnh trên khu vực biển với những diễn biến nguy hiểm, vô cùng phức tạp và khôn lường. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh ghi lại diễn biến hoạt động của cả hai cơn bão. Được các thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế ghi lại được trong những giờ vừa qua. Thưa quý vị, qua theo dõi và quan sát một số hình ảnh về những vùng hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới cho thấy cường độ hoạt động rất mạnh của cả hai cơn bão cũng như đưa ra một số giả thiết về hướng di chuyển của cơn bão trong thời gian tới. Hiện nay, một số cơ quan khí tượng thế giới mới chỉ đưa ra những dự báo về hướng di chuyển của hai cơn bão và nhận định rằng cả hai cơn bão này có khả năng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền của nước ta. Vì vậy, một số cơ quan khí tượng thế giới đã đưa ra những thông tin cảnh báo nguy hiểm đối với một số nước nằm trong vùng nguy hiểm, chịu tác động của những cơn bão nhiệt đới trong thời gian tới, và trong đó đặc biệt là khu vực Biển Đông của nước ta. Trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập và cập nhật những dữ liệu phân tích mới nhất từ các cơ quan khí tượng thế giới để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Kính thưa quý vị thân mến, hiện nay ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ và độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 60%. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 35 đến 50%. Dự báo trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60% và thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 35 đến 50% và thời gian nắng nóng từ 10 giờ đến 18 giờ. Ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ dao động từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60% và thời gian nắng nóng là từ 11 giờ đến 17 giờ.
Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ dao động từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp, những ngày phổ biến từ 35 đến 50%, thời gian nắng nóng từ 10 đến 18 giờ. Cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày thứ 3 tuần tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, gió nắng nóng cấp 1. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Ở khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, ở khu vực Tây Bắc có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, riêng ở vùng núi phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng ở phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, riêng ở phía Bắc có nơi 39 độ. Ở Tây Nguyên có mây, ngày nắng, ở phía Nam chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Ở Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Kính thưa quý vị, hai ngày tới, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc, miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khoảng đêm thứ hai và ngày thứ ba, miền Bắc mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng nhiều ngày. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, sau đó bị nén dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc, nên ngày mai và ngày kia, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm thành phố và các quận huyện Hà Đông, Hoài Đức, Gia Lâm là 37 đến 39 độ C, phía Nam và phía Bắc 36 đến 38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 10 đến 17 giờ. Do tác động của áp cao lục địa tăng cường nên từ đêm ngày kia đến ngày thứ tư tuần tới, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, nhiệt độ cao nhất ngày 23 tháng 5 chỉ ở mức 31 đến 32 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai và ngày kia, các tỉnh, thành phố còn lại thuộc phía Đông Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 39 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C. Các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi cao hơn 40 độ C. Đáng lưu ý, từ đêm ngày kia đến ngày thứ năm tuần tới, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực phía Tây Bắc từ ngày thứ ba vẫn có nắng nóng.
các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ngày thứ ba vẫn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối thứ ba đến cuối tháng, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Thưa quý vị, trong vòng 10 ngày trở lại đây, cùng một khu vực tại xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, xảy ra hai vụ sạt lở đất ven sông, làm hư hỏng nhiều nhà cửa và thiệt hại tài sản người dân. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn Trần Đoàn Hùng cho biết, vừa đến thăm động viên và hỗ trợ bước đầu hai hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng sạt lở đất tại khu nhà lồng ấp số 17, xã Tam Giang. Trước đó, vào lúc 22 giờ đêm hôm qua, tại khu vực nêu trên xảy ra vụ sạt lở đất làm thiệt hại hai căn nhà của ông Nguyễn Văn Khuya và ảnh hưởng khoảng 50% căn nhà của hộ ông Trần Hải Công, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 100 triệu đồng. Đây cũng là vụ sạt lở thứ hai tại khu vực nêu trên trong 10 ngày qua. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 5, tại khu vực chợ Nhà Lồng thuộc ấp Kinh 17, tiểu thương nghe tiếng động lạ, nghi có chuyện chẳng lành nên hốt hoảng chạy thoát thân. Không lâu sau, sạt lở đất xảy ra, nhấn chìm hoàn toàn hai nhà dân và ảnh hưởng nặng đến kết cấu của hai căn nhà liền kề. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 140 triệu đồng. Hiện khu vực sạt lở chợ Nhà Lồng ấp Kinh 17 đang được cơ quan chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng bờ kè chống sạt lở từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh, hỗ trợ 2,8 tỷ đồng. Đơn vị chức năng địa phương cũng đồng thời khoanh vùng, cắm biển cảnh báo người dân vùng sạt lở nguy hiểm. Nam Căn là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở vùng sông nước Cà Mau với hàng chục vụ mỗi năm, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa mưa bão. Thống kê từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Căn xảy ra 104 vụ sạt lở đất, tổng chiều dài hơn 2.700 m, thiệt hại gần 70 căn nhà dân và làm hư hỏng nhiều công trình phụ trợ khác, ước tổng thiệt hại hơn 7 tỷ đồng. Địa phương nêu trên hiện có gần 40 vị trí thường xuyên bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 100 km, ảnh hưởng đến khoảng 1.800 hộ dân mưu sinh ven sông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.